Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Chi cục thi hành án dân sự quận nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến ngày 14 tháng 5 tới đây, đơn vị sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với nhà số 149-151 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận nhất để giao trả cho phí được thi hành án là công ty cổ phần đầu tư An Lộc. Theo hồ sơ, ngày 13 tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận nhất tuyên buộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sức sống xanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ hàng hải Tân Vĩnh Lộc và công ty cổ phần bầu trời xanh MG trả lại nhà 149-151 Nguyễn Du cho công ty cổ phần đầu tư An Lộc. Buộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sức sống xanh có nghĩa vụ thanh toán cho công ty An Lộc tiền thuê nhà từ tháng 1 năm 2022 tạm tính đến tháng 3 năm 2023 hơn 11,1 tỷ đồng. Tiền thuê tiếp tục phát sinh khi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Sức sống xanh trả lại mặt bằng cho công ty cổ phần đầu tư An Lộc. Quá trình tổ chức thi hành bản án, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục thi hành án, nhiều lần vận động thuyết phục bên phải thi hành án tự nguyện giao nhà nhưng không thành. Theo xác minh thực tế của chấp hành viên, nhà số 149 151 Nguyễn Du hiện có các công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn có tổng cộng 41 phòng với số lượng khách nước ngoài thường xuyên lưu trú khoảng 50 người. Chấp hành viên kết hợp cùng chính quyền địa phương đến nhà 149 151 Nguyễn Du để thực hiện việc giao nhà theo thông báo giao tài sản nhưng người phải thi hành án vắng mặt không có lý do. Ngày 29 tháng 2, chấp hành viên ban hành thông báo cưỡng chế trả nhà giao nhà số 149 151 Nguyễn Du vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3. Tuy nhiên, đến thời điểm cưỡng chế, phía phải thi hành án tiếp tục vắng mặt không lý do và việc kinh doanh khách sạn dịch vụ ăn uống tại đây vẫn hoạt động bình thường. Theo Chi cục Thi hành án dân sự quận Nhất, phía phải thi hành án không phải là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản và cố tình kéo dài trì hoãn việc bàn giao cho người được thi hành án chi cục sẽ cố gắng tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan để vận động người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản trước ngày cưỡng chế thi hành án